Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Hôm nay sẽ giới thiệu các một chiếc mẫu địa hình đến từ thương hiệu của Gian. Và hôm nay ở chiếc Gian XTC R1 M1, đây là lần đầu tiên em về mẫu xe này. Đây là một mẫu xe địa hình sử dụng vành 27,5 thôi nhé. Và điều đặc biệt hơn là chiếc xe này không có giảm sóc, sử dụng bộ cấu hình của Shimano DOJ. Cái dòng địa hình không giảm sóc này thì các bác rất phù hợp, các bác mà chỉ có nhu cầu đi thể thao đường phố. Và đây là cũng tương tự như một dòng tươi. Giờ xây vào để giá kỹ xe. Vâng, và bên dòng XTC R1 này thì không có giảm sóc thôi nhé. Sẽ quay ra cũng giúp chiếc xe này có trọng lượng nhẹ hơn so với dòng hình thông thường. Xe rất phù hợp với bác chỉ có nhu cầu đi thể thao ở những đường đẹp, đường phố. Máy cứng chiếc xe, em đánh giá trên 90 sau. Rất là đẹp thôi nhé. Còn cái xe hình hình thức còn rất là mới. Gian XTC R1. Có thể lên Google xếp thêm chiếc xe này, có rất nhiều trang web nói về chiếc xe này đó nhé. Mẫu xe địa hình khá đặc biệt của thương hiệu Gian. Và bộ khung là Aluis SL. SL ở đây là Superlight đó nhé, siêu nhẹ. Và Aluis là một công nghệ nhôm độc quyền của hãng Gian, giúp cho khung này nhẹ và bền hơn. Hãng Gian thì rất nổi tiếng về bộ khung này. Khung rất chất lượng. Sử dụng vành 27,5. Và lốp là 1,95 các bác nhé. Lốp là 1,95. Và bộ vành Mavic các bác nhé. Vành hiệu Mavic. Như trên khung hình các bác đây thì nhìn tổng thể chiếc xe còn rất là mới, rất ít những vết xước. Yên rất là êm, yên dòng địa hình. Và xe được DJ âm sườn các bác nhé. DJ âm sườn. Trên khung xe có mã QR code của hãng. Xe được trang bị 10 tầng lít. Lít và xích còn rất là mới các bác nhé. Và củ đề của Shimano DOJ. Là cao cấp. Phía bên đây là đùi đĩa trục rộng 3 tầng, đùi đĩa của DOJ các bác nhé. Với chiếc xe được sử dụng một bộ group của Shimano DOJ. Gạt đĩa của DOJ. Và bên đan. Xe vẫn giữ được bê đan zin của xe. Có thể thấy chữ Gian đây, bê đan zin này của hãng Gian các bác nhé. Còn cái xe nguyên zin. Bên trên đây ghi ông ghi đông cổ phốt nguyên zin của hãng Gian, đồng bộ theo xe Gian Connect. Tay nắm của Gian. Vâng, tất cả đồ trên xe đều của Gian các bác nhé. Xe rất là zin. Sử dụng bộ tay bấm xả của Shimano DOJ. Và phanh dầu thủy lực của Shimano. 10 tầng bên bấm đĩa, à bên bấm lip. Và 3 tầng bấm đĩa thôi nhé. Cho xe 30 tốc độ cho các bác thay đổi.
càng nhôm. Càng đơ này sẽ nhẹ hơn cho càng và mà có giảm sóc thôi nhé, của những xe địa hình thông thường xe trọng lượng nhẹ hơn. Đây là bánh trước Mavic và 27,5 nhưng 1,95 cũng nhé. Đây có thể thấy và Mayer trước sau đều là của Shimano. Mayer đều của Shimano và bộ phanh dầu thủy lực đây. Tiếp theo rất là mới và được sử dụng cấu hình DG cao cấp. Giờ xe đi vào đo chiều cao không đứng của xe. Cái khung xe đi size mò. Xe có size 47 các bác nhé. Ngang là 56. Size mò của các bác từ 1m63 đến 1m75 như vừa chiếc xe này. Giờ xe vào đánh giá chỉ động hơn 10 tầng lít. Mayer của Shimano. Củ đè của Shimano DOJ lên lít xuống lít rồi chuyển động rất là tốt. Bên tay phải đùi đĩa 3 tầng của DOJ xuống đĩa lên đĩa vâng đùi đĩa chủ rỗng chuyển động rất là tốt. Vâng, hầu như là chiếc xe này không thể chê một điểm nào. Rất là mới, cấu hình cao, chuyển động rất là tốt. Vâng, và chiếc xe Giang XTC X1 đang được bán tại gần em mức giá là 11,3 triệu. Miễn phí ship toàn quốc đối với các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709 93 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về chiếc xe đạp mới tại của em. Xin chào và các bạn theo dõi video.